Bấy giờ, Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùn trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùn là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùn là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Vậy, nhưng người ta nhặt cỏ lùn rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù, gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe.